Tập 21. Trái tim phụ nữ làm từ bông gòn, trái tim đàn ông thì làm bằng sắt sao? Trái tim nhỏ này của mình cứ như miếng bông gòn không ngừng đàn hồi. Dừng lại, cũng ly hôn rồi mà. Cậu đừng chà đạp bản thân nữa. Cậu đừng cản mình. Cứ để mình biến bản thân thành cái chăn bông luôn đi. Đủ rồi, trời nóng như vậy đừng hành hạ mình nữa. Làm chăn bông gì chứ? Đồng chí Dương Dương, không phải là mình lạnh lùng đâu, nhưng mình cũng phải chúc mừng cậu đó. Chúc mừng cậu đã thoát khỏi nhà tù của tình yêu, tránh xa tên cặn bã đó. Không phải chỉ là một cuộc hôn nhân thất bại hay sao? Chúng ta cũng đâu cần từ Tiết Bảo Thoa biến thành Lâm Đại Ngọc chứ. Chúng ta cũng vòng vo quá rồi. Này Lưu Lâm, cậu mở cửa ra giúp mình đi, rồi ném cậu ấy ra ngoài giúp mình. Mình không đi đâu, là cậu gọi điện cho cậu ấy tới đây mà. Tự mình giải quyết đi. Mình gọi các cậu tới là để an ủi mình thôi, chứ đâu phải để nhìn mình đau khổ đâu. Đã vậy còn cười mình nữa chứ. Được rồi, mình cảm thấy an ủi có rất nhiều cách để an ủi. Cậu thấy mình và tôi tay to mặt lớn ôm cậu cùng khóc thật to sẽ giải quyết được vấn đề hay sao? Không giải quyết được. Mình thừa nhận tôi tay to mặt lớn nhiều lúc nói chuyện hay kiểu lấy độc trị độc, nhưng mà có một phần vẫn có thể rút ra được tinh hoa. Giờ cậu ly hôn rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục chứ, không phải sao? Bây giờ cậu buộc phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lý trí, bình tĩnh, tỉnh táo lại đi. Bình tĩnh sao đây? Cậu định giải quyết căn nhà này sao đây? Mình không muốn ở lại căn nhà này nữa đâu. Bên trong toàn là hình bóng cuộc sống của mình và Trần Thụ Phong đó. Ở đây sẽ rất khổ đó. Để mình tìm được nhà rồi sẽ dọn đi. Nhìn xem đi, chúng ta có một thiếu phụ ly dị, một gái ế tuổi già. Hay là mình tới nhà cậu ở nha, chúng ta sống chung được không? Bà cố nội của mình ơi, mình nói cậu nghe, cậu dẹp cái suy nghĩ đó đi. Câu này mà để mẹ Lưu Lâm nghe thấy, đừng nói là cậu dọn tới nhà bọn họ, ít nhất phải tránh xa cậu ấy 200 mét đó. Đúng là mẹ mình có thể làm chuyện này thiệt đó. Này gà con, tình hình như chúng ta hiện giờ, một người từng ly hôn, một người thì muốn yêu cũng không được. Mình thấy bây giờ cậu nên tiếp cận Tô Tay To Mặt Lớn nhiều hơn một chút đi. Giờ cậu ấy đang yêu đương nồng nhiệt đó. Qua ké chút may mắn đi. Nè, yêu đương nồng nhiệt thì sao? Mình cũng lớn rồi mà, không phải sao? Sao mình nhớ trước đây có ai từng nói mình tìm chồng không giàu cũng phải có chứ, đúng không? Vậy mà bây giờ một giám đốc nhỏ trong công ty đã tán đổ được rồi. Cậu giải thích gì chứ? Trước mặt tình yêu thì có gì mà giải thích? Mình nhân danh một người từng trải trong tình yêu nhắc nhở cậu. Cậu có thể yêu đương, nhưng tuyệt đối đừng dễ dàng kết hôn với anh ta. Nếu không cậu sẽ trở thành mình thứ hai đó. Cậu chưa từng nghe nói sao? Gái lớn không gả chồng, mẹ lo tới chết đó. Cậu muốn làm mẹ mình lo tới chết sao? Cứ nói là tự cậu muốn lấy thân đền đáp đi, còn để cho mẹ làm gì? Muốn kết hôn không hề sai, nhưng mà cũng phải có giới hạn chứ. Không thể giống như hồ ly tinh phá hoại gia can người khác, phải không? Quan niệm hôn nhân của người phụ nữ trưởng thành đều được rút ra từ trong thất bại đã được luyện ra thôi. Hai người cũng từng móc xỉa mình. Đúng là mình đã thất bại thiệt, nhưng ít nhất mình cũng từng trải qua hôn nhân, chứ không phải là nhóm hàng thừa sau cùng. Nè, cậu nói ai đó? Mình nghe ra được đó. Giờ là chuyện gì đây? Tuy bại mà vinh sao? Không đau lòng nữa, không bật bông nữa sao? Cậu đừng có nói mình nữa. Cái cậu thực sự phản tỉnh bản thân mình đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa lấy chồng? Cứ đợi người khác tới yêu thương các cậu làm gì có chuyện tốt như vậy? Đợi, chờ, rồi ế, định thành Tề Thiên Đại Thánh hết sao? Càng đợi lại càng lo lắng, càng lo lắng lại càng hạ thấp tiêu chuẩn. Mình thấy vận mệnh sau cùng của phụ nữ tốt đều rất hời cho đám dư giả táo thúi đó rồi. Cậu đang nói bản thân đó sao? Câu này mà để Trần Bằng nghe thấy, liệu có tan nát con tim luôn hay không? Trái tim của Trần Bằng tan nát có đáng gì đâu chứ. Trái tim của mình đã tê liệt luôn rồi. Hai cậu rốt cuộc có phải tới an ủi mình không? Mình thấy là cậu đừng hy vọng gì vào mình thì hơn. Mình đã rơi xuống tận đáy vực rồi, hết cứu giãn rồi. Có chuyện gì sao? Mau kể chuyện khổ của cậu đi, để quá giải nỗi đau của mình. Cậu còn nói tôi tai to mặt lớn, cậu cũng vô lương tâm như cậu ấy thôi.
Còn không phải chuyện mình kể lần trước hay sao? Chuyện nhấm chát đó. Nụ hôn lãng mạn bên dưới gốc cây. Nụ hôn lãng mạn cái gì chứ? Có mà cưỡng hôn một cách bá đạo thì có. Này Lưu Đại Khí, không phải cậu vẫn ngày đêm tưởng nhớ, tự chạm vào môi của mình chờ đợi lần tiếp sao? Cậu nói cái gì chứ? Cái gì vậy? Người ta đi công tác rồi mà, đi du tích rồi, cũng đã đi mấy ngày liền rồi mà không liên lạc gì với mình hết. Không thể nào. Không nhìn ra được là anh ta còn là một người không đi theo lối bình thường nữa đó. Không phải là đang lạc mềm buộc chặt hay sao? Lúc gần lúc xa. Mình thấy có mà anh ta là cá chép tìm cá chép, tôm hùm tìm tôm hùm thì có. Dịch tụ theo loài điển hình đó. Ngày nào anh ta cũng đi chung với Trần Thụ Phong, có thể là người tốt được sao? Cái này mà là bất bình thay cho mình gì chứ? Có mà tức giận cá nhân thì có. Đồng chí Dương Dương, trên con đường quán phụ thăng cấp này của cậu, bọn mình cũng lực bất tòng tâm, không thể ngăn cản được rồi. Nè, thằng bé đó là ai? Là con của Mộng Thanh. Con riêng của cậu và cô ấy sao? Là con của cô ấy, nhưng không phải con của tôi. Làm tôi hết hồn. Vậy cậu dẫn con của người ta tới đây làm gì? Mộng Thanh đâu? Đi rồi. Lại đi nữa. Lần này lại đi đâu? Ung thư máu. Vậy lần này cậu tới du tích là vì cô ấy? Mấy năm nay tôi biết chồng của Mộng Thanh bị phán tử hình là đáng tội. Cô ấy vẫn sống rất khó khăn. Thật không ngờ cô ấy lại đã sống khó khăn tới mức như vậy, còn phải nuôi một đứa con. Cho nên thằng bé này là cô nhi không cha không mẹ rồi. Đáng thương thật đó. Hơn nữa thằng bé vừa ra đời chưa bao lâu đã bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ bẩm sinh. Tôi đã hứa với Mộng Thanh sẽ nhận nuôi nó. Không phải chứ? Mà nó tên là gì? Lượng Lượng. Lượng Lượng. Lượng Lượng. Hello. Chào con. Bác sĩ đã nói Lượng Lượng mắc chứng trở ngại giao tiếp ngôn ngữ, càng không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của nó, còn cả giao tiếp phi ngôn ngữ đều gặp khó khăn ở nhiều mức độ khác nhau. Vậy là giờ cậu định sao? Tôi sẽ coi nó như con ruột của mình mà nuôi dưỡng. Nhưng mà nó với cậu cũng không thân không thích, giờ lại đang trong trạng thái như vậy, có đáng hay không? Vậy cậu vì Đinh Quyên mà ly hôn với Dương Chương, cậu thấy có đáng không? Nè người anh em, tôi nói với cậu những lời này cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Tôi biết chứ. Nhưng mà trong lòng của mỗi người đều sẽ có một người vô cùng ý nghĩa. Mỗi cây mỗi qua, mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Nó chính là niềm hy vọng duy nhất mà Mộng Thanh để lại cho thế giới này. Bây giờ nó lại đang như vậy. Cậu nghĩ đi. Nếu như tôi bỏ mặc nó, cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao đây? Lưu lạc ngoài đường, bị người ta bắt nạt. Nè Thụ Phong, tôi không làm được đâu. Tôi cũng không cho phép chuyện này xảy ra với nó.
Lục Tây Nhược, cậu có thể đừng lương thiện như vậy được không? Lúc nào cũng dồn hết mọi trách nhiệm lên người của mình. Cậu có mệt không? Đây chính là nhà mới của con sau này đó. Tới nhà rồi. Tay nghề khá đó. Tay Nhược. Anh về rồi. Thằng nhỏ này. Ba, ở đây có một thằng nhỏ kìa. Ở đâu? Đừng sợ nha con. Con mệt rồi. Có chuyện gì để mai rồi nói. Đi thôi. Anh đợi đã, đợi đã. Sao nó lại khóc rồi? Nè anh à, em hỏi anh, sao đột nhiên lại dẫn thằng bé về nhà rồi? Anh đi vô tích cũng chưa được bao lâu mà. Anh đừng có nói nó là con của anh đó nha. Không phải của anh. Anh lượm được sao? Vậy thì anh lại lương thiện quá đáng rồi đó. Anh phải báo cảnh sát đi. Anh đáng lẽ phải tìm ba mẹ ruột của nó đi chứ. Có phải không ba? Không sai. Con không hổ danh là con trai của ba. Phân tích rất rõ ràng. Được rồi, được rồi. Chính thức giới thiệu cho hai người biết. Nó tên là Lượng Lượng. Từ giờ trở đi, nó sẽ ở lại nhà của chúng ta. Cái gì? Chuyện này cũng trễ rồi. Có chuyện gì ngày mai nói. Chúng ta đi thôi. Nào, chúng ta lên lầu nha. Con đừng có khóc nữa. Ngoan, đừng khóc nữa nha. Bà Sáng Sáng, chuyện này là sao? Anh con đi vô tích có bao lâu đâu. Không phải là bị ái yêu nữ nào đó mê hoặc rồi đó chứ? Đừng khóc, đừng khóc. Được rồi, đừng có khóc nữa. Ngoan đi con. Hôm nay con cứ ở lại đây nha. Tây Nhược, thằng bé này không phải là con ruột của con thiệt sao? Con đã nói rồi, thằng bé không phải là con của con. Vậy nè, con nói thật cho cậu biết đi. Thằng bé này rốt cuộc nó là con của ai? Là con của Mộng Thanh. Mộng Thanh? Mộng Thanh? Tây Nhược, con cũng đã trễ rồi, cũng đã mệt. Cậu về nghỉ ngơi đi. Nè Tây Nhược, Mộng Thanh. Alo, nè, người đẹp bé nhỏ, chào buổi sáng. Chú Sáng sao? Chào chú buổi sáng. Có chuyện gì vậy? Là chuyện lớn đó. Tây Nhược đã từ vô tích trở về rồi. Sao? Lục Tây Nhược về rồi sao? Chuyện này, anh ấy về cũng phải là chuyện gì to tát đâu chứ. Tất nhiên là chuyện to tát đó. Hơn nữa còn vô cùng to tát là đằng khác. Không được đâu, chú phải logic lại mọi chuyện cái đã. Để xem nói với con ra sao thì mới được đây. Hay là như vậy đi, con đợi chú nghĩ ra rồi sẽ gọi điện báo cho con hay nha. Có được không? Nè chú. Cái gì vậy chứ? Lục Tây Nhược về rồi. Màu này đi, đậm quá. Màu này đẹp hơn.
Nè con gái, con lại trang điểm nữa sao? Mẹ, mẹ có thể đừng mới sáng sớm đã đột nhiên xuất hiện trước mặt con có được không? Sớm muộn gì con cũng bị mẹ dọa chết thôi. Thiệt tình, con nhát gan tới như vậy sao? Làm chuyện xấu xa gì phải không? Con có thể làm chuyện gì xấu xa chứ? Mẹ giám sát như vậy, con có thể thoát khỏi pháp nhãn của mẹ sao? Lưu Lâm, mẹ nói một câu, con liền cãi mẹ tới 10 câu. Nhanh lên đi, con đừng có lề mề nữa. Được rồi, nếu không con sẽ trễ chợ đó. Mấy giờ rồi? Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Nhanh lên, đừng có lề mề nữa đó, biết chưa? Con biết rồi, làm màu làm mè đủ thứ trò. Suốt ngày trễ giờ tới, trễ giờ lui, bồi bồi trát trát. Con đã đẹp lắm rồi mà, còn bôi trát làm gì nữa chứ? Sếp Lục, anh về rồi. Chuyện tôi nói với anh vừa nãy, cứ làm đúng như vậy đi. Được, chiều nay tôi sẽ tới đó một chuyến. Có chuyện gì nhớ liên lạc với tôi. Sếp Lục, anh yên tâm đi. Lưu Lâm, cô không lên sao? Tôi đi chuyến sau cũng được. Ngọc Mẫn, mấy ngày nay em có ổn không? Câu hỏi này của anh Tây Nhược là hỏi em với thân phận gì đây? Anh trai, ông chủ của em, hay chỉ là một người đàn ông bình thường thôi? Vậy em mong anh hỏi em bằng thân phận nào? Có vài chuyện đứng ở lập trường khác nhau, câu trả lời cũng sẽ rất khác. Thực ra mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Em vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ khi cười của anh Tây Nhược, và cũng nhớ rất rõ dáng vẻ của anh Tây Nhược khi nói sẽ chăm sóc em cả đời. Nhưng mà em cũng lại biết rất rõ trái tim của anh Tây Nhược đã dành cho người khác. Cho dù trong lòng anh có người khác, nhưng vị trí của em ở trong lòng anh sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Vậy thì nếu em nói với anh Tây Nhược, vị trí của anh trong lòng của em trước giờ chưa từng thay đổi thì sao? Anh có khuyên em buông tay hay không? Có vài chuyện bây giờ nói với em, đối với em mà nói thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng tới một lúc nào đó em sẽ hiểu, sự kiên trì của em bây giờ chính là sai lầm. Có lẽ là anh sai rồi. Em rất muốn đi tìm Lưu Lâm, muốn chị ta trả lại anh cho em. Nhưng em đã không làm, bởi vì em biết thứ mà em có được chỉ là sự đơn phương đáng thương thôi. Nhưng mà tình cảm mà em dành cho anh sẽ không thể xóa mờ được đâu. Lời hứa cả đời anh dành cho em cũng không thể xóa mờ. Nè Ngọc Mẫn, em đang lo lắng chuyện gì chứ? Trước giờ anh chưa từng nói sẽ không chăm sóc em.
Nhưng sự chăm sóc này của anh đã không liên quan tới tình yêu. Nhưng mà không sao đâu, cho dù anh có ở bên cạnh Lưu Lâm thì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em muốn để cho hai người biết rằng em mãi mãi là trở ngại với hai người. Này Ngọc Mẫn, em thay đổi thành ra như vậy từ khi nào? Em thật sự không muốn đâu. Em cũng không biết là mình bị làm sao. Em cũng muốn bản thân có thể tươi cười, cũng muốn mình được vui vẻ. Nhưng mà em không làm được. Cái thứ cảm giác mất mát này mạnh quá, mạnh đến mức ngay chính cả em cũng không thuộc về em nữa rồi. Anh Tây Nhược, nếu anh không có chuyện gì nữa, em ra ngoài trước đi. Lục Tây Nhược, anh là đồ vô nhân tính. Cái gì mà muốn theo đuổi tôi chứ? Còn tặng dây chuyền cho tôi, rồi thì tính vật định tình gì nữa? Tất cả đều là phù du. Tôi còn đợi điện thoại của anh, còn gì anh mà trang điểm nữa. Đúng là đầu óc tôi có vấn đề rồi mà. Lục Tây Nhược, anh là đồ củ cải đa tình. Anh là một tên khốn, vô cùng khốn kiếp. Tôi đúng là xui xẻo tám kiếp, mới bị anh hôn như vậy đó. Cô thật sự đã đợi điện thoại của tôi sao? Tôi không có. Anh tưởng hôm đó anh hôn tôi một cái là tôi sẽ yêu anh luôn sao? Còn lâu đó. Thật vậy sao? Cô không hề yêu tôi? Tất nhiên là không. Tôi đâu phải mấy cô gái ngây thơ đâu, mà bị một nụ hôn kỳ lạ đó làm cho sa ngã được chứ? Tuyệt đối là không. Vậy thì tốt. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Ý anh là sao? Nói thật lòng, tôi thật sự rất hối hận về nụ hôn đó. Hối hận sao? Phải. Bởi vì cô lúc nào cũng dối lòng. Ngoài miệng thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng cô sớm đã coi là thật rồi. Tôi thật sự không dây nổi với một người như cô đâu. Hãy quên hết những chuyện ngày hôm đó đi, và tránh sau này gặp nhau lại khó xử. Lục Tây Nhược, khó khăn lắm tôi mới hạ quyết tâm thu hết can đảm để ở bên anh. Anh thật sự muốn từ bỏ sao? Lưu Lâm, cậu về rồi. À,
Lâm Lâm, con về rồi sao? Đợi một lát rồi ăn cơm nha. Nè, Dương Dương, con cảm ơn cô. Nè Lưu Đại Khí, cậu ăn đi. Con sao vậy? Có gì không đúng sao? Vậy không phải. Là một nữ thanh niên đã ly hôn, con nhất định phải phấn đấu lên, cố gắng giảm cân để còn gây dựng lại cuộc đời của mình. Người trẻ tuổi các con chẳng giống bọn cô khi còn trẻ một chút nào hết. Thời của bọn cô đó, ai mà ly hôn phải nói là chuyện lớn như trời sập luôn đó. Con xem bây giờ thì hay rồi, còn coi chuyện của mình như là trò đùa nữa. Mẹ à, mẹ đúng là không hiểu rồi. Giới trẻ tụi con bây giờ, ưu điểm lớn nhất đó là mặc kệ trong lòng đã buông bỏ được hay chưa, cũng không cho người ta cảm thấy là mình đã buông bỏ được rồi. Nghĩ rất thoáng, không hề bận tâm. Nhưng sự thật là ở trong lòng sớm đã tan nát từ lâu rồi. Không tin mẹ hỏi cậu ấy đi. Phải đó, từ bỏ cuộc sống đang yên đang lành lại ly hôn như vậy làm gì chứ? Trong lòng anh ấy bây giờ đã có người khác rồi, không còn vị trí cho con nữa. Con lại cố chen vào, làm vậy thì không vui vẻ gì hết. Cũng giống như con ở trong căn nhà đó bây giờ vậy. Nhắm mắt mở mắt toàn là dấu chết cuộc sống trước đây của bọn con, cứ như là chiếu phim vậy. Con nghĩ thông rồi, nếu người ta đã không còn thì con cũng mặc kệ căn nhà đó luôn. Vậy cho nên cậu mới tới nương nhờ nhà mình phải không? Mình mà phải ra ngoài sống một mình sẽ lại cảm thấy bất an cho mà coi. Nè cô à, cô biết không, xã hội bây giờ đó, một cô gái độc thân như con ra ngoài đều phải đề phòng đủ thứ. Đến phim truyền hình cũng chẳng dám xem luôn, kinh khủng lắm. Tại sao vậy? Xem rồi lại càng không dám ở nhà một mình. Tan làm rồi thì sợ bị người xấu bám theo, vào thang máy thì sợ gặp kẻ sàm sỡ, về nhà rồi vẫn không yên tâm, sợ gặp phải một tên chủ nhà biến thái lắp đặt camera gì đó ở trong nhà của mình. Con nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cuộc sống vô cùng tuyệt vọng, vô cùng bất an. Vậy nên mới tới nhà của mọi người ở tạm vài ngày đó. Nè nhóc con đừng có nghĩ linh tinh. Không phải con giận còn có cô hay sao? Còn có cả Lâm Lâm. Con cứ coi nhà của cô như nhà của mình đi. Con muốn ở kiểu nào thì con cứ ở kiểu đó. Con cảm ơn cô. Cô tốt với con thiệt đó, giống như là mẹ ruột của con vậy. Vậy là cô lại có thêm một đứa con gái rồi. Được rồi, mẹ à, mẹ lại bị viên đạn bọc đường bắn trúng rồi đó. Nè Lưu Đại Khí, cô tốt với mình một chút thì đã làm sao đâu. Mình thấy tâm trạng của cậu hôm nay có vẻ hơi tệ đó. Có phải là né được đạn bọc đường có chút hối hận rồi hay không? Phải đó Lâm Lâm, hôm nay ăn cơm nhưng sao cô lại không vui gì hết? Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Con là thú cưng hay sao? Ăn cơm mà vui vẻ cái gì? Không có gì đâu, chỉ là chuyện công việc thôi. Được rồi, ăn cơm đi. Cho cậu thêm cơm đó. Cho mình làm gì? Mình giảm cân. Thôi ăn đi. Con mời cô. Con cũng ăn đi. Mình là ai? Là Dương Dương chứ ai? Sao vậy? Cậu mất trí rồi sao? Cảm ơn cậu vì đã còn nhớ mình. Dáng vẻ của cậu hiện giờ mình sắp không nhận ra nữa rồi đó. Cậu nhìn ra được sao? Mình là ai chứ? Cậu là ai? Không rõ hay sao? Cậu nói đi, có phải gặp Lục Tây Nhược rồi không? Rồi sao nữa? Cậu biết không, hôm nay mình ăn mặc như vậy đó. Mình có ăn mặc như vậy bao giờ chưa? Mình trang điểm còn không phải vì anh ta sao? Mình biết anh ta đi công tác về rồi, kết quả ở cửa thang máy mình tươi cười chào đón anh ta. Mình có bao giờ hạ mình với người khác như vậy đâu. Cậu nhớ cho kỹ đoạn này, mình đã nói là sếp Lục chào anh, anh ta lại bơ mình, bơ đẹp mình luôn, trực tiếp đi vào thang máy rồi lên thẳng tầng lầu. Mặt mũi của mình biết giấu vào đâu đây? Tất nhiên mình không thể vào thang máy với anh ta rồi, cho nên mình đã lên sân thượng của công ty mắng anh ta một trận. Sau đó thì sao? Sau đó thì anh ta đột nhiên xuất hiện sau lưng của mình. Sau đó thì sao nữa? Sau cùng anh ta nói với mình tuyệt đối đừng yêu anh ta. Cứ vậy mà kết thúc. Kết quả thì sao?
Tên Lục Tây Nhược đó tưởng mình là ai chứ? Mình sẽ yêu anh ta chắc. Đồ ảo tưởng. Nhà Lưu Đại Khí, cậu định kết thúc một cách không rõ ràng như vậy sao? Cũng đã bao giờ bắt đầu đâu, thì lấy đâu ra mà kết thúc? Nhưng trong lòng bọn mình thì hai người đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. Lưu Đại Khí, giống như lúc đó cậu đã nói với mình vậy, có vài chuyện cần phải đối diện. Giờ tới lượt cậu rồi đó. Mình thấy cậu vẫn nên hỏi trực tiếp anh ta đi. Không hỏi, có chết cũng không hỏi đâu. Lão tướng vừa ra tay, đại tiệc liền dâng lên. Muốn hỏi là cái gì? Vẫn phải đợi một lát. Lượng Lượng, con cứ không ăn như vậy, không ngủ như vậy, không tắm như vậy là không được đâu. Cốc Cốc, Cốc Cốc, Cốc Cốc, bà sáng sáng, bà có gọi con cũng vô ích thôi. Từ tối tới giờ không ai quản nổi tiểu tổ tông đó đâu. Bà sáng sáng, con muốn nói là con không bất ngờ chút nào về chuyện này hết. Bà nói con nghe, nắm bắt thời gian là tinh túy của việc ướp mì đó, con có biết hay không? Kỹ năng của bà sáng sáng của con chính là xuất phát từ trong cuộc sống đang truyền cho con một cách âm thầm đó. Vậy thì hay là như vậy đi, vẫn là quy tắc cũ, ai ăn chậm thì người đó rửa chén. Được. Một, hai, ba. Nhanh như vậy sao? Nè Cốc Cốc, Cốc Cốc, hai người họ như vậy bao lâu rồi? Nói chính xác thì đã 2 tiếng 12 phút 34 giây rồi đó. Không phải, nói chính xác hơn là 1 ngày 1 đêm cộng thêm 2 tiếng 12 phút 34 giây. Lượng Lượng, con cứ không ăn cơm, không ngủ, không tắm như vậy là không được đâu. Lượng Lượng, con cứ không ăn cơm, không ngủ, không tắm như vậy là không được đâu. Lượng Lượng, con cứ không ăn cơm, không ngủ, không tắm như vậy là không được đâu. Lượng Lượng, con cứ không ăn cơm, không ngủ, cũng không tắm như vậy là không được đâu. Không ăn cơm, không ngủ, không tắm như vậy là không được đâu. Lượng Lượng, con cứ không ăn cơm, không ngủ, không tắm như vậy là không được đâu. Máy đọc chạy bằng cơm thương hiệu Tây Nhược dừng lại đi. Anh có nói với nó cả 100 lần như vậy, nó cũng không nghe lọt lỗ tai đâu. Để em. Nào, qua đây. Lượng Lượng, con là người được ông trời phái tới để chọc tức anh của chú có phải không? Cứ bám theo anh ấy như vậy, nhưng con lại không chịu nghe lời của anh ấy có phải không? Con như vậy là chọc người ta tức chết không đền mạng luôn đó. Nhỏ tiếng thôi, em đừng có dọa nó. Lo ăn cơm đi. Này Lượng Lượng, chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Nào nào. Được rồi, đi thôi. Đi thôi. Khó khăn lắm tôi mới hạ quyết tâm, thu hết can đảm để ở bên anh. Anh thật sự muốn từ bỏ sao?
Tôi... Sao đây? Cô là bị từ chối nên không cam tâm, hay là chuẩn bị dây dưa không dứt? Tại sao vậy? Cho tôi một lý do đi. Không có. Dây giày của nó tuột rồi kìa. Tất nhiên là không chịu đi với anh rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, ngoan lắm. Anh giấu nhiều chuyện trong lòng như vậy, có phải là rất buồn không? Sau khi trở về từ vô tích, đây là lần đầu tiên nó nói chuyện, cũng là lần đầu tiên nó ngủ đó. Tôi không biết tại sao nó gọi cô là mẹ, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cô nhiều lắm. Nó chính là lý do phải không? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nè Lượng Lượng, được rồi, ngoan. Sao lại ly kỳ như vậy chứ? Cô sẽ quay lại ngay nha. Chào con. Chào. Con làm sao vậy hả? Sao con có thể cứ thế đưa thằng bé về đây được chứ? Con có biết mẹ nuôi con lớn chừng này không dễ dàng gì không? Đã khổ sở lắm rồi. Con có biết nuôi một đứa trẻ phải tốn bao nhiêu công sức hay không? Con bị ngốc rồi. Huống hồ nó còn mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng nữa. Cậu có biết không? Phải đó. Con nói thử đi, tay nhược này. Con nói xem, có phải chúng ta không hiểu về cậu ta quá được không? Nhưng mà con nói xem chuyện này là sao? Mẹ cũng đâu có thấy nó là kiểu người làm mấy chuyện xấu xa này đâu. Phải đó, con cũng thấy vậy. Đứa bé này rốt cuộc có phải con ruột của anh ta không? Mình cũng đâu có biết. Không biết mà cậu còn dám dẫn nó về sao? Cho dù thằng bé này không còn mẹ nữa, nhưng nó cứ ở đó như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển giữa cậu và Tây Nhược. Nó là hòn đá cản đường đó, cậu biết không? Phải đó. Mình và Lục Tây Nhược
cũng có phát triển được gì đâu. Con nói gì? Sao vậy? Mẹ, thằng bé đã hai ngày không ăn gì rồi. Mẹ mau xuống bếp nấu vài món ngon cho nó đi. Thiệt tình. Lâm Lâm, con định chăm sóc thằng bé này tới khi nào chứ? Sao mà con biết được? Thằng bé nó đáng thương như vậy, con đâu thể nào bỏ mặc nó được đâu. Hết nói nổi. Con nói coi, con người lương thiện là tốt hay là không tốt đi chứ? Sao mà suốt ngày làm người ta lo lắng không biết? Lưu Đại Khí, cậu có bị ngốc hay không? Chuyện này mà cậu cũng làm được nữa. Sao cậu không đào hố tự chôn mình luôn đi?